một tác phẩm mà bên em vô cùng là tâm huyết vừa mới được hoàn thiện xong trên phôi gỗ vương mộc từ đàn Ấn Độ một dòng gỗ quý hiếm và nằm trong tứ đại vương mộc vua của các loại gỗ anh chị ạ và tác phẩm có tên ngài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tác phẩm thì bên em vừa hoàn thiện xong và em xin phép đo chiều cao kích thước luôn tổng chiều cao tác phẩm là 71 chiều ngang tác phẩm là 22 và chiều sâu cho mẫu tác phẩm này là 21 đương nhiên rồi trên một phôi gỗ quý hiếm thì bên em đục tứ diện hoàn toàn thủ công bằng tay và hiện tại tác phẩm em vẫn đang để mộc mới chỉ hoàn thiện xong phần mộc thôi mà cho ra một tác phẩm đẹp đỉnh cao đây là một tác phẩm nghệ thuật được bàn tay khéo léo của người thợ chế tác lên tác phẩm và ngài Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là một vị tướng của Việt Nam ngài rất là giỏi cho ra những cái chiến lược rất là quan trọng để có thể giành được chiến thắng tác phẩm này thì bên em mới hoàn thiện xong cho nên em vẫn chưa cộng tiền công và sau video ngày hôm nay đấy thì em sẽ di chuyển tác phẩm này ra để đánh si là lên cho tác phẩm một cái nước si uh, đẳng cấp các bạn nhá và em sẽ tiến sát đây quay lại gần để anh chị và các bác cùng được nhìn ngắm cho em đó là hình tượng của ngài và thần thái của ngài anh chị ạ điều quan trọng nhất như anh chị đã được nhìn ngắm đó là thần thái giết mạo của ngài hưng đạo đại vương trần quốc tuấn đây một tác phẩm vị tướng của việt nam rất là đẹp À, trên đầu của ngài thì đang đội đó là một cái phần nón giáp rất đẹp anh chị nhá và phía trên này thì bên em có gắn thêm đó là một viên ngọc anh chị ạ và khi mà nhìn vào thần thái diện mạo của ngài thì anh chị có thể hình dung giúp em thoát ra một cái diện mạo rất là uy nghi đấy, và từ ánh mắt của ngài thôi rất là có hồn đấy chị nhá kèm thêm đó nữa là cặp chân mày này cho tới bộ râu là bên em đục tỉa tơi từng sợi nói chung là ở mẫu tác phẩm này thì những người thợ của anh em không hề tiếc công một chút nào và đây là một mẫu tác phẩm ngài À, bên em làm theo lối mới cho nên anh chị cùng nhìn ngắm cho em bình thường ngài quốc công tiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn là mặc tà áo choàng thôi nhưng ở mẫu tác phẩm này thì bên em thiết kế làm và khoác lên thân mình của ngài đó là một tà áo giáp rất đẹp anh chị ạ một tay phải của ngài thì đang cầm cuốn thư còn tay phải của ngài thì đang cầm vào cái chuôi kiếm rất ngang lưng của bụng đây rất là đẹp và từng cái đường lép chặt tỉa trên tà áo giáp của ngài thì vô cùng là kỹ càng à, từ những cái phần đường tròn này À, cho tới phần nếp giáp của ngài đây và trên cái phần tà áo của ngài thì bên em đục giải mây đục khác hoàn toàn với những mẫu tác phẩm khác bình thường là chỉ đi những cái nét mây thôi nhưng ở mẫu tác phẩm này bên em còn đục lổi kinh cái phần áng mây ra Đấy, sờ vào tác phẩm thôi cũng đã cảm nhận một tác phẩm rất là đẹp rồi và chân của ngài thì đi dày à, dày mũi cong đây và xuống phía bệ dưới đế bình thường chỉ làm xẻ đá thôi chị nhá xẻ đá thì sẽ à, ít công hơn là làm đế giải mây như này có nghĩa là khi mà ngài đứng ở trên vách núi đá thì cũng có những giải mây đấy, đang bao phủ trên cái phần vách núi đá rồi và bên em khắc họa luôn trực tiếp lên cái phần mẹ này đó là dòng chữ hưng đạo đại vương trần quốc tuấn đấy, một cái led chữ rất là kỹ càng và đây là phía mà đằng sau của tác phẩm đây tác phẩm này thì rất là nhiều kim sa anh chị nhá tác phẩm rất là nhiều kim sa à, không biết là qua máy quay camera anh chị có nhìn thấy được không nhưng mà bằng mắt nhìn thực tế vào tác phẩm thì có rất là nhiều những anh kim sa khi mà dọi đèn vào thì nó sẽ lấp la lấp lánh đó là những anh kim tuyến còn khi mà bên em di chuyển tác phẩm này đi đánh si thì sẽ không còn anh kim sa nữa bởi à, không không còn anh kim tuyến nữa nhưng vẫn còn kim sa nhé bởi vì à, qua một cái lớp si thì sẽ không còn thấy lấp lánh nữa rồi rất đẹp luôn anh chị ạ nhìn ngắm cho em phía sau đó là một cái giải áo choàng một cái phần gọi là một cái lớp vải áo choàng rất là đẹp tổng chiều cao tác phẩm này là 71 mươi chiều ngang là 22 và chiều sâu cho tác phẩm này là 21 một tác phẩm cân đối cân kiện hoàn thiện trên phôi gỗ quý hiếm vương mộc từ đàn vua của các loại gỗ anh chị nào mà đang quan tâm tới mỗi tác phẩm này thì đừng quên Đấy, hãy nhanh tay nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cùng anh em đồ số hotline quen thuộc 0789 336 318 đó là số điện thoại của em trai Phạm Hoàng và 0966 336 318 đó là số điện thoại của anh trai Hồng Lê đều bên tượng gỗ sửa Nguyên Hồng để có thể sở hữu tác phẩm này và em cũng chia sẻ ngay từ ban đầu rồi tác phẩm bên em mới hoàn thiện xong cho nên em cũng chưa cộng tiền công thợ và cũng như là chưa uh, tính cái uh, tiền uh, bu cũng như là đánh xi tác phẩm anh chị nào mà thực sự thiện trí quan tâm thì có thể liên hệ qua đầu số hotline đó của bên em để em trai tư vấn cụ thể và cộng tiền công báo cho anh chị một cái mức giá êm ái nhất có thể để anh chị có thể chốt tác phẩm nhá cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ở những video tiếp theo ạ xin chào ạ